Now turn up. Rồi chào các bạn đến với kênh Lê Bình Official. Giờ này đầu giờ 33 nha các bạn. Tài nhỏ đánh đấu với bóng giới. Bên đây màn hình của mình là tài nhỏ hải bánh bé mồi với tí tự, còn bên kia bắt giới và ngàn với Sơn Thành. Điểm 8 năm, điểm 8 năm các bạn. Kèo này căng ấy các bạn, kèo này căng sổ lớn nha, bởi vì cả sân đều em gu hết. Mình tới trễ cho nên là quay mấy game cuối này cho anh em coi. Tính chất vẫn còn hấp dẫn. Điểm 9 năm các bạn. Năm được không? Rồi 5. Anh Hải nhớ cho ta kìa, tao đồng 5 kìa anh Hải ơi. Nhớ kìa tao đá kìa. Hải bánh anh chơi đây anh nhắc cho bạn nhớ nãy tao hồi quên đó. Trời ơi, cái người khai bánh quá đẹp rồi. Hải bánh đang mặc đồ Ali Bình nha các bạn. Mặc đồ Ali Bình vô là giống như là cánh mọc thêm hổ vậy. Áo nguyên bộ luôn các bạn, nguyên bộ luôn. Anh em nào mà có bộ này inbox cho mình nha. Quá hay cho tài nhỏ cho mình ơi. Thức nước. Đây các bạn. Đây hả bánh này, mặc đồ qua lên bình đi. Quần áo luôn các bạn. Mặc xong cái ngực chiền quá đẹp. Mấy anh này? 0.5. Điểm 0.5 các bạn, điểm 10 năm. Gác điểm quá xa. Thủ quá hay, bữa nay hai bánh thủ quá hay. Một khi thủ dở lắm. Điểm 1 năm các bạn, 11 năm. Đánh bóng ra ngoài hai bánh nha các bạn, điểm 6-1. Không thể gây khó khăn được các bạn. Mọi người ơi, tập bóng mà đội của bóng giới không thể gây khó khăn được cho tài nhỏ. Vẫn còn quá giờ đầu giờ không hiểu ý rồi các bạn. Điểm 7-1. Đây đồ rất là đẹp các bạn. Đây nè. Rất là đẹp. Quần là chạy nhảy thoải mái.
Đây sân. Sân banh này lớn các bạn, sân banh này khẩu lớn á, dàn sáu ngoài em gu rồi. Kết thúc sáu bánh nha các bạn, kết thúc sáu bánh bên tài nhỏ hai bánh với tí đựng thắng Bắc với tỷ số là 12-7. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chào các bạn, anh em nào có mua đồ thể thao liên hệ cho mình nha các bạn, inbox cho mình nha. Chào các bạn, bye bye.